cướp được à? Nhóm ở đầu tốt đấy. Thằng nào chết vậy? Cầm mưa kiếm không? Đó là nhóc tưng lên chết đi, lát cũng chết. Double xong rồi đó. Không ra nó lát lên nó đục mày rồi hay sao vậy? Đúng không? Đó, tác dụng của mưa kiếm đó, mấy ông thấy cười không? Bám đi. Cái này sao? Đây tao lên nè, tao lên nè. Nó xài gì đó, tao cạp cái cầu của nó luôn á. Mày làm gì? Đó. Trời ơi. Mày dám đánh nó tao ư? Mày biết tao có anh em tao không? Thôi khỏi. Trời ơi, anh em tao đứng đây 14 láo. Cầm lông mà đâu bằng dao mày. Ông thằng Xin kia nó không hiểu ý mình, nó đánh được mà nó không hiểu ý. Nó chưa quen máy. Mày đâu cầm chục nó rồi, cái gì nữa. Phím ấm cơ. Hình đồ mấy màn hình. Tại nó lâu ngày nó không quánh rồi. Này lên vào 6 mà nhoi nhoi là mất xác luôn. Chắc tao lại sợ mày quá cơ. Ôi ganh. Ôi ganh luôn. Căng nhỉ. Thế mà ghét. Cụ mà tao lát tao đục chết cụ mày bây giờ. Con này. Tao xấu là mày chết cụ mày ra luôn chứ ở đấy mà múa. Đụ má nó chửi tao cái gì trời, đụng cái thế lính đó, đụng má 8 con với 6 con, tao không đẩy vô thôi. Cái này ai vậy? Thầy giết lên tao. Tao lấy 6 quá, tao lấy 6. Lao. Nhìn là tôi biết hay dứt lên, nó cố tình ta lên 6 mà.
nhìn màu là biết giờ. Chụp đầu luôn đi chứ đợi gì nữa trời. Rồi đét về đi. Biết nó lên mình á, biết nó lên mình. Tắt rồi. Sợ gì trời. Nên sai lần ấy là mày đá cái trụ luôn chứ sợ gì trời. Cái sai lần mạnh thế mẹ. Đủ mẹ. Tôi tính tè lè đó. Còn cố đứng lại kéo chi cho chết không biết nữa. Tính tè lè mà thôi. Boss vừa vô thì AD nó chết sao giờ nát rồi. Thằng Sim nó đổi. Thằng Sim đủ má nó đổi con mắt hay gì tôi cắm hoài đéo được. Thì mày xem lại đi, xem tin lẻ đi chứ. Đủ má. Sim nó đổi mắt thì chứ ngã, chứ ngã đổi mắt hay gì qua cắm mắt hoài đéo được. Má bảy xì đó. Ôi, ôi gì mà quào tao cái một chết luôn rồi. Hai cái. Mẹ nó chết mẹ mày nhắm luôn. Cái gì vậy? Boss chết hoài vậy. Nó tự nhiên thọt lại thua lại luôn rồi. Đúng rồi, cái con mắt nó cắm không được cái gì. Thôi lên mày bào ra, bào ra lấy cái trụ mẹ top đi rồi tao đi xuống boss. Đó dễ. Mà đép, đép tới giùm tao nha. Anh chủ đây, anh tiền đi. Cái gì cũng khai xích nó đây, nó vào tao hết máu rồi. Game mày tao cứng là chúng nó xong cái gì. Rai giờ này mới có cái nước mắt này. Rồi mày lên đây một phát nữa là chứ cũ nó luôn đi. Vòng vòng như này đi. Mày bam tới Tết con à. Mày nhìn thấy nó lên cái gì chưa? Mày đứng mày bam. Rồi, chết nè. Sắp qua rồi, 10 giây nữa. Băng trụ luôn cũng được nữa, ta chỉ cần quy chúng thôi, từ từ. Ta nhây quy chúng đó.
thấy mẹ được. Đó, lấy cái chậu đi là tính gì tính. Thế giờ tao lấy tầm phá hủy gì cho rồi. Rồng gì vậy ta? Đất hả? Ôi xời, rồng đất. 53 con rồng đất. Cả đổ lan không trời. Làm gì vậy? Đợi tiền à? Nó mới về. À, là cái mùi dành bắn khốn quá. Tiền tình luôn, chơi đất mạng liên tục cũng mạng lùng. Bút về, gấp. Nó đám trên đường bay rồi. Tao mày ấy đi. Tao mày ăn củ sứ giả lấy tắt cái. Ăn sứ giả xong tí ăn rồng. Vệ sinh luôn. Kệ bà nó. Vô con bát luôn. Đợi đợi tiếp ra. À, tao đi phá mắt cho. Chết rồi. Ô mắt phải xanh. Xong kéo thằng này luôn đi. Trời ơi, mấy thằng chết rồi kìa, sao chạy to. Sao đéo cái. Mấy này nó chạy. Ông Blitz nó kéo tù thật chứ kéo. Vừa hồi thôi. Làm gì? Làm lồng nè. Gì? Kéo con tiền. Thích
cần ta cắn nè. Dày cho nó nhanh nè. Cái gì đây? Cái gì đây? Hơi lây, hơi mất công thôi. Ôi, à, tại vô mình coi nhìn chính rồi. Để về hồ chiêu để mình cắn mắt tóc cho nó nhanh đó. Rồi, giờ Robin coi nhìn chính rồi, đập thấy mở đó. Tao mày cái đi chung rồi để kiếm tiền. Siêu nữa. Ha 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 ha!
rồi chết á. Rồi đó. Quá quá đẹp luôn. Baron. Baron được không? Được mang mày. Tiếp mà đây cũng máu kìa. À đây cũng máu kìa. À còn Rai hả? Tao tele nó này đi. Ăn được mà. Tele. Ok. Tao chết toàn mạng xích đau không, bốn mạng với tao là tao xích đau rồi. Rồi giờ chúng ta chơi nữa rồi, tao tăng. Giờ tao lên về tao bui, tao lên về tao bui luôn. Mũi như Lucien nó bắt đầu quá. Cái kia thấm đéo rồi. Cái đầy máu gì căng vậy?
Từ nha, tao đánh vừa tao bờ vừa tao có đánh đâu. Giờ tao hành đánh con rồi. Không có đuổi đâu, tui xem đánh đâu lắm. Đi chết à. Đi mẹ à. Rồi đuổi nó lại với tao. Cái gì? Khùng. Dí hộ. Vậy bà nó mát. Ta để lát Amaron này. Á à, lỗi rồi. Ủa nó nhanh dữ vậy. Không ép đi không em à, tao có từ tại chỗ luôn. Làm gì trời? Làm gì trời? Ê. Nếu chi không biết nữa. Rồi nó chết rồi. Không sao. Nó không làm được cái gì rồi. Nó mất liêu đồ, mất tao bay cho tao đá, xong rồi tao đút liêu ổng, hiểu không? Để tao câu cho mít, nó lính nó tràn vô. Nó không nghe vô, với tao đút liêu tại chỗ luôn. Nó tóc biến rồi, còn kịp nữa đâu. Nó cầm cái level 16 quá, level 16 là x2 lên nhai cái chết luôn á. Quan trọng Lucia nó cầm người vô danh kìa, mắt nó bắn đâu á. Em điêu đợi rồi, 8 điểm nữa là nó mạnh rồi. Rồi đó, mạnh rồi đó. 8 điểm gì? Cái này này. Chả mạnh. Hello tất cả mọi người nha. Like và share cho mình nha mọi người. GTS sao bọn nó không lên Lan Show bây giờ nhỉ? Tao toàn lên Lan Show bút nhà không? Lợi vãi. Có đam. Từ nha, từ nha. Bắn đi. Sắp mặt lình nó đi. Em đi giờ mạnh quá rồi. Hai. Em đi giờ mạnh lắm rồi. Em đi được hai món đấy là mạnh lắm rồi. Rồi 16 rồi. Để hai đam rồi. Mày ngu à. Mày chỉ ngu à. Nó canh ba luôn giết. Hai giết đau tiếng ngân nữa. Đau tiếng ngân nữa là được. Lên khiên băng quá nhỉ. Cái gì giờ trời. Mày tiết kiệm mắt nha, giờ combat tiết kiệm mắt đấy. Đợi tôi. Ăn luôn cũng được, ăn đi. Ăn đi. Mấy cái game này khó gì trời. Ba ngọc lửa mà bánh đậu má xì đạt. À tao mà lên đam là hơi bị ngon luôn. Má tao lên đam hơi bị mạnh luôn á. Biết tao lên đam mẹ đi. Mày có cái mày có cái khiên nữa là đất gai nữa là độ bắt đầu đam bằng đam lên trên nó thấm mày thôi à. Mày kia đam thấm không thì, tao có lên giáp cũng vậy ấy, cái vô danh mà. Bắt được nó điên sao nó bắt táo. Đánh đâu bắt táo. 5-8 máu mà bắt đầu dễ. Mày mắt đồ mày pham gì nữa để đấy. Con tía đi đẩy đi. Ừ.
tớ tớ hả thằng nào nha. Lại lục mày kìa. Quá đẹp, một pha. Một pha cắn. Tí ỉa rồi, phê rồi. Rồi chết mẹ ra đi. Thì quá. Rồi đẹp. Giết luôn Rai đi. Đi đi nó luôn đi. Đây nè, đây nè. Baron kìa, Baron kìa thi. Đi thẳng vô luôn chứ, về nhà không có rìa được mắt đâu. Tao không dám mua đồ soi mấy quét cái gì này. Làm lẹ lắm đó. Rồi. AD TF, TF, TF bó đi. Để TF bó ra. Tao không có mắt đâu. Mà đây được có nhai má hay giết ra nó bầu nó đi bây giờ. Đó lúc sau lưng tao vào. Rồi đi áp xuống boss đã. Không có bát nha, không có bát là đặc quyền chút, không có bát để tao vào đó. Nhai thôi, nhai thôi, nhai thôi. Chết được. Cạp mày luôn nè, TF đẩy đi. Nhây ơi đừng để chết. Đừng để chết, đừng để chết. Mày với thằng kia đừng để chết là được, TF đẩy rồi. Nhây cho nó combat đi. Đã quy đại đi. Đó bỏ. Rồi, đừng có lan rồi. Tao ra rồi. Mày nhây là rồi. Thả mẹ thằng đạo ra. Rồi, lên. À, rồi, được rồi. Cố lên. Rồi, được rồi. Nhây là chính rồi. Bắt đầu mình tủi đấy kìa. Tủ ra để tao, mình tủi để tao đi. Khổ quá. Mình quăng đâu mình quăng. Mình không ấy thì nó về boss. Mình nhây chứ nó không chú tâm đến boss, đẩy được cái lan. Bây giờ anh Baron này không quan trọng, quan trọng là bạn phải đẩy cái lan kìa. Baron quan trọng mẹ gì? Cái P nhà đánh nhau mà mình thủ nhà mà nó làm đéo gì. Bơi vô, mất lan là sao đây, sọc vậy. Baron tí hết chứ nhiều. Ơi về. Thì mình đẹp quá. Ba lần nó mình thổi luôn rồi đó. Chịu rồi, phải đợi. Nè đấy. Để con tiêu phá luôn đi, để con tiêu phá luôn đi. Về 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 thua luôn á. Đặt cái bát luôn á, ra đi bát kìa. Chưa 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 có. Lùi đi, lùi đi, lùi đi. Rai tao leo rồi. Cái gì vậy? Tao biết rồi. Một lít. Phải, TS bấm lộn không vậy? Ngon nè. Tao cắn luôn á. Rồi đẹp ơi. Đó, chết tao luôn rồi. Rồi AD được đánh rồi, AD được đánh rồi.
Rồi. Win. Rồi đi bay. Mẹ tao giờ tao đè đâu, cái xích tao cắn luôn. Rồi chết mẹ thằng này rồi. Ui lên rồi, tao tele luôn. Đừng có bỏ giày với lên gì. Em đi thì sao bỏ giày được? Có tiền thì tam hợp. Đi sao? Giờ chỉ có lên tam hợp là hợp lý nhất, có tốc độ di chuyển thôi. Mà bây giờ nó bỏ giày nó phải mất tốc độ di chuyển á. Tam hợp bắn giày còn gì nữa? Má bả ra đêm mình chơi mà tôi ra má mình ba mình đam. Tao giờ tao cuối game tao làm được cái gì đâu? Tao phải có lát tao mới làm gì được. Ra đây nè đi. Ra đây nè đi. Cái gì? Có làm được cái gì đâu? Nó khó á. Mình bị clip 16 rồi. Tao level 18 10 phút rồi đó. On đi. Ở đây rồi. Để đây mua tập hợp ra rồi. Ok. Đi. Giờ tao thấy nó bắt luôn nha, tao bắt luôn á. Dạ tao bắt một nè. Rồi, AD hồi sinh rồi. Bắt Rai đi, Rai giấy. Rồi lên luôn, rồi. Rồi, kìa con đét kìa. Trời ơi, đủ mấy thằng sống bắt rồi. Con đét ra thì cũng rồi, đẹp rồi, xong rồi. Sao à đê quý rồi má cái con này quý game phế quá hơn quý rồi quý game giáp gai cũng vậy à nó có đánh mà đâu giáp gai mẹ Lucien gì giáp gai xi nhê gì bây giờ con cho gác thì đừng lúc đầu lên lúc sau phế lắm cắn đâu có xi nhê nữa đâu tôi có đè đầu con sức bay vô tôi cắn nó luôn quá ván này mà ông AD ông gây đam kinh anh đừng lời mạnh quá không nó ổn được hai game căng rồi là mình phế quá cuối game mình phế quá không làm gì nữa cái ổn lên của mình không lên được không phải tao nó ngu nó tưởng là mẹ team mình yếu thế rồi không có ai chui vô cùng nó đi ra không kịp chứ đủ mấy game cuối tao bán toàn tao lên quỷ lửa luôn lên bị lửa tốn máu tao đâu chứ bây giờ mày đam giờ tao cắn không chết thằng nào luôn không đánh được thằng nào hết á mình không đánh được thằng nào luôn á x hai lên may là cắn Nami chứ là cắn ai cắn Rai Khazit thì móng vuốt mẹ là cắn xin nhê đâu hồi sáng tao nghe cắn chèo nhà châu 91k con đỉ mày ơi được cái máu cho nhiều rồi đưa đầu cho nó đập chứ không được mày thì giờ mình chứ làm lòng gì vậy nát đường rồi mày ba có tao năm mấy ca mày tao cạp Lucien hơi bị nhiều á tao cạp Lucien hơi bị nhiều á